quay cái chỗ mẹ bắt cam nhìn thấy dễ cưng. Chú Vinh học nghề tới đâu rồi? Á Âu sát bên đó. Mỏi tay quá. Rồi, làm bánh. Rồi, bỏ hạt đều đi. Đi chơi qua nhiệm vụ hả? Bỏ hạt đều nha. Có suy nghĩ và có những người mà không suy nghĩ, nhưng mà chính mà rồi nói à, nhưng mà bà bảy rồi nói trời nó cũng trọng cũng khá mà là thêm nhiều tại sao đó, mấy bà đó đó làm thêm làm đồ thì sao, ý là cần gì á hả hay là sao? À, cần gì đừng nói tên thôi cho nó thoải mái. Là cần cái gì mà phải làm thêm cơ thể hả? Đúng rồi, vậy... Ủa vui em lại chia sẻ đúng không? Tại vì người ta không biết có gì nhu cầu 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 giống mình đúng không? Vui giống mình đúng không? Nó người ta không có cảm thấy cái này là vui gì đúng không? Ghê chọc khá là lộn. Chị ta suy nghĩ gì vậy? Chứ anh nghĩ đó giờ suy nghĩ gì đó? Vậy cho mau hết hết kem hết hơi bị giấy rồi đó, hơi bị thiếu thiếu chỗ để làm đó. Còn kem đây nè, còn bột đây mà thấy hết chỗ rồi. Làm kiểu này hết cứng chứ vậy nè. Ủa mẹ ơi chú chặt ai lại. Tại vì nó nãy giờ bắt hai cái đó.
trên Facebook của Hội nè. Câu cuối cùng em ghi là Phương Hạnh chia sẻ món ngon quê nhà. Rồi mai là gì vậy? Không biết, sao thấy ai nói được gì, không thấy ai đặt hàng. Vui thì làm, chia sẻ, ai muốn đặt hàng cứ gọi số điện thoại 0933791134. Làm ăn là chính. Các bạn đặt hàng thì mình làm thôi. Làm ăn là chính, là ăn vô trong miệng á hả? Hay là... Đúng. Hay là làm ăn. Làm ăn kinh doanh buôn bán. Làm ăn tức là làm để ở nhà ăn là chính. Coi như là ế không sợ ế đúng không? Đúng. Tiêu thụ ở nhà.